Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Sao Hoa Và ngay bây giờ hãy cùng với Top Sao Hoa tổng hợp những tin tức thú vị Mời quý vị theo dõi chi tiết Câu chuyện trượt tay khi sử dụng tài khoản mạng xã hội trong showbiz hoa ngữ có lẽ đã trở thành cơm bữa. Trong showbiz thì thuật ngữ trượt tay được sử dụng mỗi lần khi nghệ sĩ vô tình like một bài viết nào đó trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng có những trường hợp là trượt tay, vô tình hay cố ý thì không ai hay biết. Thứ nhất, Sương Mịch Dương Mịch được coi là nữ thần thành công nhất nhì thế hệ sau nữ sau năm 1985 hiện nay. Sự nghiệp thành công dữ dội, EQ cũng thuộc dạng hàng hiếm, song số lần trượt tay của Dương Mịch trên mạng xã hội lại khiến công chúng ngao ngán thật sự. Mỹ nhân tam sinh tam thế thập lý đào hoa thường trượt tay những bài trí mạng. Những lần chốt lỡ trượt tay của mỹ nhân này luôn luôn liên quan đến những đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí. Sư Mịch đã chót lỡ tay ấn like bài viết tố Andre Baby thích trùng tu, nghi vấn về nhan sắc khác lạ của phú sát hoàng hậu Tần Lam. Sư tay like bài hóng scandal clip nóng của Trương Bích Thần và Trịnh Tử Hào. Đáng chú ý là được cư dân mạng bàn tán nhiều nhất là lần Dương Mịch trượt tay like bài mắng đương yên lợi dụng tình chị em Pia và bôi đen Dương Mịch. Thứ hai, Triệu Lộ Tư Cô nàng thứ hai trong bộ tứ trượt tay chính là Triệu Lộ Tư. Cô nàng cũng có không ít lần khiến netizen ngán ngẩm vì những hành động mất lý trí của mình. Trong đó thì phải kể tới việc ngôi sao quốc tử giám có một nữ đệ tử từng ấn là những bài viết gây tranh luận như chê tạo hình nữ thần kim ưng của đàn chị Tống Thiến, hạ bệ Ngô Tuyên Nghi so sánh giọng hát của bản thân với mỹ nữ 4.000 năm cúc tịnh y. Đăng bài tỏ tình tiêu chiến, sau phòng làm việc đính chính là ảnh Photoshop nhưng cư dân mạng không tin. Nhiều netizen nhận ra ekip triệu lộ tư có dấu hiệu dở chiêu trò. Ekip bị phát hiện cố tình cài bài viết sẽ lên Weibo lúc 23 giờ 48 phút, nhưng lại lộ dấu hiệu chuyển chế độ bài viết thành minh từ riêng tư sang công khai lúc 23 giờ 48 phút 17 giây, chứng minh ekip đã có chuẩn bị từ trước, chỉ cần có tin tức và tìm thời gian thích hợp sẽ tung bài ra phủ nhận. Thứ ba, Âu Dương Nam Nam. Chắc chắn trong danh sách này không thể thiếu cái tên Âu Dương Nana. Tuy số lần chia tay của cô nàng không quá nhiều nhưng cũng khiến mọi người ngỡ ngàng vì chất lỡ like những bài viết ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến việc cô nàng like dạo bình luận. Tuyên bố không đồng ý quan điểm cô gái nào cũng muốn trở thành Âu Dương Nana nhưng lại âm thầm like bình luận. Tiếp đến là ấn like bài chê diễn xuất của Phạm Băng Băng. Like bài viết tại sao điều tuyệt vời nhất của chúng ta không phải do Lưu Hạo Nhiên và Âu Dương Nana diễn. Thứ tư, Dương Tử Dương Tử thường trượt tay những bài viết trí mạng. Cô nàng đã có khoảng 30 lần trượt tay với loạt hành động khó hiểu từ like bài, like bình luận, follow rồi unfollow trên mạng xã hội. Không nói quá khi gọi Dương Tử là nữ hoàng trượt tay. Quan trọng nhất trong danh sách này thì Dương Tử đã có tới 6 lần trượt tay like các bài viết ám chỉ bạn trai cũ là Tân Tuấn Kiệt phản bội. Đáng nói nhất là lần Dương Tử like bài viết ám chỉ Trương Tuyết Nganh là kẻ thứ ba khiến người đẹp Bạch Phát Vương Phi bị nhấn chìm trong những lời mắng chửi từ cư dân mạng. Không chỉ like rồi bỏ like các bài viết nói xấu bạn trai cũ, Dương Tử cũng hay trượt tay các bài viết để sao tác PR cho phim. Cô nàng từng like video fan ghép với Sehun của Exo, like bài chửi quan hiểu đồng. Bên cạnh đó thì danh sách mà Dương Tử từng follow unfollow cũng toàn những nam thần từng đóng cặp với cô. Họ cũng rất nổi tiếng trong CPIT như là Ngô Dược Phàm, Đặng Luân, Lý Hiện, Lý Dịch Phong, Hậu viện hội của Vương Nhất Bác. Chính vì vậy mà nhiều người cũng cho rằng hành động của Dương Tử mỗi lần trượt tay này đều có chủ đích chứ không phải vô tình như nhiều người khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn hãy like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Chúc một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.